Hey hey, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Anh Thư Family và Cuộc Sống Tại Thụy Điển. Hôm nay trốn anh Mít với lại trốn mấy con vịt con để đi chơi riêng nè mọi người ơi. Thì anh Mít ảnh tối nay anh sẽ ở nhà, anh sẽ cho tụi nhỏ đi ngủ, ăn cơm rồi đi ngủ. Mình sẽ đi ra ngoài, mình đi ăn với lại một cái người chị bạn. Chào mọi người, quay trở lại. Trời, chào mọi người, mình nằm ngã ngớn vậy, ngồi đàng hoàng đi. Chào mọi người, quay trở lại. Giỏi quá à. Ở nhà ngoan với ba nha, ăn ngoan nha. Thôi đưa cái cây đây của mẹ đây, đừng có phá hư bây giờ nè. Ở nhà ăn ngoan nha, rồi đi ngủ ngon nha. Chút xíu nữa mama về ha. Ok. Hey mọi người, xin giới thiệu với mọi người, đây là chị Wendy. Chị này là hàng xóm ở gần nhà, trời hai chị em gặp nhau. Em gặp chị hồi nào ta? Con của chị là học chung trường. Mấy tháng rồi. Con của chị là học chung trường với lại Sophia với Julia đó. Rồi gặp nhau trên trường rồi mấy chị em hẹn hò nhau mấy tháng nay rồi giờ mới có dịp gặp nhau để đi ăn uống. Là hồi nãy đi anh Mít nhà em, anh hỏi đi đâu vậy? Em nói em đi hẹn hò với trai. Đâu vậy? Anh nói trời, đi hẹn hò trai. Mà trước khi đó là em đi nói anh tối nay cho em đi chơi nha. Cái anh hỏi đi đâu, nói em đi ra trung tâm đi hẹn hò với bạn. Kêu vào xong thay đồ ra, cái anh nói vậy là trời, em đi đâu mà em thay đồ, bận đồ sexy, bận đồ đẹp quá vậy. Nói không, cái bạn đó là, em cũng có nói là chị, mà em nói là cái người đó cũng là đẹp lắm, sexy. Tôi thấy sexy nha, em nó đi với trai hả? Em nói để chút nữa em đi, em về, em quay phim lại cho anh coi. Cái gì nữa? Ăn gì chị đại diện mix hả? Đủ thứ là nó có xúc xích nè, nó có sườn nướng, có xúc xích, có bắp, có thịt. Ừ, ngon ha. Ừ, chắc em cũng nói cái đó. Hai món khác nhau để thử để mình sẽ review cái món này cho mọi người. Cái tiệm này là có nguyên một cái series kêu là Ularis, cái tiệm cũng nổi tiếng của Thụy Điển là vậy ha. Trong đây là mình vừa ăn mà vừa nghe nhạc, mình vừa coi được cái thể thao à, football, đá banh nè, với lại mấy cái hockey rồi đó. Giờ để mở đi. Nó không ngọt lắm mà nó cũng không có ngọt gì. Sorry mọi người nha. Trời ơi, sao tự nhiên nhìn cái ly này sao bị mất cảm tình quá vậy? Giờ sao kiện nó không ta? Cho nó khỏi mình đi. Không, bên đây thì chị nói vậy mà, chị có quyền nói đó mà. Chứ bây giờ cái này nó dơ. Không, cái này là nó dơ mà. Có bị khó khăn quá không mọi người? Nhưng mà thiệt là vậy mà. Cái ly nè, rất là dơ luôn á. Cái ly này giống như hồi nãy là nó đã làm cái gì rồi á, xong rồi cái nó đổ vô, nhưng mà em cảm thấy cái ly của em nó lại nhiều hơn của chị. Giờ sao giờ sao? Bỏ qua hay là uống luôn? Bỏ qua đi. Lâu lâu đi với chị, bỏ qua đi. Đây là đồ ăn nè mọi người. Cái này là bánh mì á, nó để cái phô mai vô xong nó nướng lên. Còn ở đây là không biết cái này là mực hay là cái hành. Bên đây là biết là cái mozzarella chiên nè. Với mấy cái nước sốt, cái sốt này là em nghĩ là guacamole nè chị, cái sốt cái cây giống như là ăn. Không, cái sốt này là trái bơ á. Sốt này là trái bơ. Còn phía bên đây là cái phần thịt nướng. Mà sao ở trong hình nó nhìn hấp dẫn mà ở ngoài đây sao nhìn nó không hấp dẫn tí xíu nè trên trời. Cái này là cái sườn nè, sườn heo nướng, xúc xích. Bên đây là cái gì, thịt gà hay gì đó mà nó có cái hành á, để nó ngâm chua ngọt lên á. Ok, mời mọi người cùng ăn với hai chị em mình nha. Xỉn cái bà đúng vậy. Không sai không về, bữa nay là nhậu mấy chị em nhậu không sai không về. Nói vậy thôi á, chứ sao một hai ly là chắc là té xỉu tại chỗ rồi.
Ok em hỏi chị. Bóc đi. Chị bóc đi. Ăn bóc tay nó mới ngon. Giờ thử trước cái món bánh mì này. Cái này lại trong đây nó có, em thấy là nó có cái gì? Bơ hả? Phô mai, có cà chua mọi người. Đây nè. Nhìn cũng ngon ha. Chị thấy ở Sài Gòn nó đề bích xà mà có rải nướng lên đủ cái món. Em chưa ăn, chưa biết. Chưa ăn. Thử cái sốt này chị. Cái đó sốt này em nghĩ là sốt yogurt á. Thường ở bên đây thì điển á, người ta hay ăn cái sốt có cái dâu ua của Thổ Nhĩ Kỳ á. Đúng rồi, yogurt á, cái sốt dâu ua này nó chua chua. Ăn cái này hình như đâu phải ăn bánh xà đâu. Đúng rồi, không phải, dạ. Nhưng mà chấm cho ăn vậy nè. Để cái này ăn cái này nè. Cái này là phô mai rồi. Cà chua, sốt cà chua nữa. Cái bạn thường này nó hay chấm không? Mấy cái rau cải chấm không? Cái này là guacamole. Nè em có biết nấu không? Dễ làm mà. Mẹ múc nấu thử nha. Cái tiệm này á là giống như là cái quán nhậu. Đồ ăn của nó là giống như là để đồ nhắm á. Mình vừa ăn chơi chơi rồi mình uống rượu uống bia là chính, chứ không phải là cái nhà hàng không phải ăn. Mà hôm nay đông hết chị ha. Tại vì hôm nay á, bên Thụy Điển người ta nói là Meran đò gã là giữa Noel với lại Tết Tây thì nó sẽ có là một tuần lễ ngay chính giữa đó. Thường Thụy Điển người ta được nghỉ cái ngày Noel xong rồi người ta sẽ xin luôn nghỉ luôn cái ngày Meran đò gã luôn cho tới Tết Tây luôn, cho nên nhiều người được nghỉ nên nhà hàng mới bữa nay đông lắm. Hồi bữa đặt chiếc phim á, nãy giờ đủ em đi phải không? Bữa em đi một cái rạp như vậy là nó có 200 chỗ ngồi mà nó kín mít hết trơn luôn, không còn một chỗ nào hết. Lại đi buổi tối nữa rồi xong rồi cái hên này đi vô á, xong nó còn hai chỗ của người ta hủy giá, xong em mới tụi em mới được ngồi mà ngay cái hàng đầu. Chứ em không có bốc ca trước hả? Em bốc ca trước mà nó là full bốc ca. Nhưng mà xong rồi tụi em thử luôn coi coi nó còn hay không, còn vô coi không còn thì thôi. Ăn cho nó đẹp dạ. Cái đi vô đại thì hên là còn hai chỗ người ta hủy, người ta không có đặt nữa. Đi vô nhưng mà ngồi như cái hàng ghế đầu. Cái hàng ghế đầu thì nó mắc hơn mấy hàng ghế kia 100 đồng. Tại vì nó có cái ghế mà chỉ bấm cái nó ngã ra nó nằm luôn. Nhưng mà nó đang ngồi sát cái màn hình quá, ngước lên coi vậy là mỏi cổ. Đã không? Nhưng mà nó nằm á thì cũng còn đỡ chút xíu. Nó lạ thì nó lạ. Hai xương hai. Có ôm trai không? Ôm không được. Ôm không được. Tại vì chính giữa nó là nó có một cái chỗ để cái tay cầm á, mình để nước vô á không ôm được. Chứ phải chi giống Việt Nam mình nó có phim mà giường nằm á chị. Hai cái giường đôi vậy nằm. Ôm được nó cũng về rồi. Cái kiểu đó là cái kiểu ở Việt Nam mà chắc cái kiểu mà đi vô ôm thôi á, chứ coi phim gì nổi nữa. Ở Việt Nam có gì nằm mà ở dân có đó. Đó vô đó chứ không ai coi luôn á. Bây giờ thử tới cái xúc xích này nha. Xúc xích này không biết xúc xích gì luôn á, nhưng mà nhìn nó như là cái xúc xích nó cay cay á, cảm thấy giống như nó có ớt vậy đó. Chị thử coi nó có ngon không? Chắc cũng ngon. Dạ. Ngon ha, ngon dạ. Rồi các em thử. Cái này là món nhậu thôi mà mình kiểu mà nhậu là chính, ăn là ăn là phụ. Ăn là phụ. Mời mọi người. Ngon. Nó hơi cay cay ha. Mà cái mùi của nó là có vẻ như cái mùi của thịt con cừu quá chị. Dễ hết. Chị không biết phân biệt cừu hay là lam hay gì. Vậy lam á, lam là cừu á. Dễ hết. Chứ nó không phải là xúc xích mà thịt heo hay là thịt bò đâu. Cái này cái gì nè? Cái này là bắp cải nó ngâm với mayonnaise. Còn cái này là nó kêu là gì? Celery là cái gì kìa? Cần tây. Thì Điển rất là thích là cần tây nè, cà rốt nè,
rồi xong rồi cứ cắt những nhỏ là chấm cho mấy cái nước sốt đó, nhưng mà ăn ngon lắm á. Trời ơi, chị mê cái món này với lại mực á, mực sầu cần á, giống ở Việt Nam á, em thích không? Trời không thích mà với giá rồi đó, trời mê dễ ăn luôn. Hồi đó mẹ em hay làm món đó, em ghét nhất cái món đó, mỗi lần mẹ em làm món đó là em không có ăn cơm. Thật là thật là gì nè, một giải cho em thích món gì? Hồi đó là em thích là mẹ em làm cái món ăn tôm, tôm rang với lại cái gì, cái thơm á, mê lắm. Mà có một mình em mê là cho nên mẹ em cũng biết làm. Còn cái món mực mà mỗi lần mẹ mua mực về cái mẹ em xào với lại cái cần đó, giống như mẹ nói vậy. Không, mẹ không có xào với cần, cũng có cần nhưng mà mẹ em xào với lại dưa leo với lại cần nữa. Mà dưa leo thì em chỉ ăn dưa leo sống thôi à, chứ em không có xào lên em ăn, thấy nó ghê quá. Mà mẹ em hay làm gì? Ăn dưa leo xào. Mẹ em xào dưa leo, cho nên mỗi lần mẹ em làm món đó là em quá. Thì bây giờ em thích ăn món gì nhất, thế nào? Ngày em về đầu tiên mẹ em cũng làm cho em cái món mà em thích nhất. Không, em nói mẹ em khỏi làm. Để khỏi làm, đi ra ngoài ăn. Chứ làm cực quá. Để cho bà hưởng thụ luôn. Chứ giờ về tới nhà là cũng là 6 giờ chiều, 5 giờ mấy 6 giờ chiều. Chặt xe em lum lá hết trơn rồi. Về nhà cũng 7-8 giờ vô thay đồ, thay đạt rồi này kia ra rồi dẹp đồ nữa. Cũng tới tối rồi, giờ nấu ăn nữa là cả đêm luôn rồi. Không? Ủa mà không đi làm sao mà về? Đi ăn rồi á. Mà lần này em về Việt Nam để mà vô. Em về tới nhà các bạn đi ra ngoài em đi ăn liền. Vô vậy. Về mai mốt qua nhớ mua mình để chấm trái cây á, muối ớt cây nâng ngon. Không biết muối ớt gì nhưng mà miễn là muối cây nâng lắm, miễn là cái gì ngon, muối ớt, miễn là muối ớt ngon là được. Em rồi. Em đi vậy nè, em qua em hay mua cái muối ớt đó, muối ớt hay về chấm trái cây. Không có cây. Ôi em dám đâu, muối ớt Tây Ninh là bao cây vậy té miệng luôn á. Nhưng mà biết làm sao, mấy người họ bán dạo, họ bán nhiều loại muối lắm, đâu phải một loại đâu. Không, nhưng mà cây mà em làm em về em muốn cây mà muốn mà đổ mồ hôi hột muối. Ở Đà Lạt có thêm muối xí muội nữa. Sao em lại không thích ăn muối xí muội? Chồng chị cũng thích. Em thích, chị thích rồi. Nói chung cái gì có cái gì mà em chỉ ăn cái muối... gì Việt Nam là thích á. Em chỉ ăn muối tôm, em chỉ ăn muối tôm thôi à. Chứ muối xí muội em thấy ngộ ngộ quá, nó ngọt ngọt. Ờ, nó lợ lợ. Nó lợ lợ lớn lớn ngọt ngọt kỳ lắm, em biết ăn. Chị dễ ăn cái gì cũng được á. Em cũng dễ nhưng mà duy nhất có cái muối đó em không phải ăn được mà em không thích. Vô. Cam gì á, không biết nữa. Có rượu mà không có mạnh, có rượu mà sao nhẹ quá vậy ta. Không đủ đâu mọi người ơi. Chắc phải mua cái rượu bảo vô. Mua thêm rượu đổ vô nữa. Thấy đủ đâu, nhẹ quá luôn, quá nhẹ luôn á. Chị giống như nước chút. Em cũng nghĩ giống như nước chút. Giống như là bợm nhậu. Bây giờ đi về mọi người ơi, trời, hai chị em nãy giờ lâu ngồi tám quá trời tám luôn. Khách người ta đi về hết trơn mà mấy đứa nhân viên nó không dám đuổi. Nhưng mà thôi bây giờ đi về trước khi đợi người ta đuổi. Chứ hôm nay người ta đuổi nhục lắm. Chị cầm cái này.